63 kak. Bayar pakai si. Ini kak. Hi, xin chào tất cả các bạn Bino của Binetwork nha. Thì hôm nay Thành sẽ đưa tới một thông tin mới từ trên trang Twitter của trang Binetwork của Bicotem Nicolas đưa đây nha các bạn. Đó, mới đăng hồi cách đây 14 giờ trước đây này nha các bạn. Thì Thành sẽ dịch cái đoạn này ra, Thành đọc cho các bạn xem nha. Thử coi ông Nicolas ông nói gì nha các bạn. Đây, Thành sẽ chép và Thành dịch ra nha. Đây nha. Mạng Bi là một hệ sinh thái chuỗi khối trực tuyến có thể truy cập toàn cầu, sử dụng Bi như một loại tiền điện tử dành cho bởi những người hàng ngày và bạn có thể khai thác miễn phí trên thiết bị di động. Đó là một nỗ lực thực sự của tất cả những người tiên phong có thể xây dựng một hệ sinh thái về cung cấp cho mọi người quyền truy cập, cung cấp cho mọi người quyền truy cập nhiều hơn về vào tiền điện tử. Có nghĩa là mạng Bi là một hệ sinh thái chuỗi khối trực tuyến nha, là có thể là truy cập trên toàn cầu, toàn thế giới luôn. Đó, là Nicolas muốn nhấn mạnh điều đó. Sử dụng Bi trong một loại là tiền điện tử dành cho bởi những người hàng ngày và bạn có thể khai thác miễn phí. Đó, có nghĩa là những ai mà đang dùng, đang đào Bi hàng ngày thì có thể dùng tiền điện tử như thế này được nha các bạn. Còn những ai mà chưa biết về Bi thì chưa đèo thì vẫn dùng tiền tệ AES vẫn bình thường nha. Đó, thì cái đây là ông Bicotem ông chỉ nói là nói cho những sau này nó sẽ lớn mạnh hơn nè. Đó, mục đích ông như vậy là có thể nhiều người biết đến về Bi. Đó, nhẹ nhẹ biết đến đều về Bi hết, tất cả mọi người đều dùng Bi thì nó có thể thay thế luôn cả tiền tệ trong tương lai nha các bạn. Đó, thì Thành nghĩ là như vậy. Đó, bạn có thể khai thác miễn phí trên thiết bị di động, đó là một nỗ lực thực sự của tất cả những người tiên phong để một xây dựng một hệ sinh thái và cung cấp cho mọi người quyền truy cập nhiều hơn vào tiền điện tử. Đó là Bicotem muốn nhấn mạnh như vậy. Thì bây giờ chúng ta có thể là giới thiệu là bạn bè nè, người thân nè đào Bi rồi nhà nhà cứ lan tỏa lên thì cộng đồng Bi nó sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Thì nếu mà thay thế một cái tiền tệ trong tương lai thì phải có một cái thời gian nhất định về rất là lâu nha các bạn, chứ không phải là chúng ta ngày một ngày hai mà chúng ta xây dựng một cái hệ sinh thái là một cái rẹt là chúng ta có thể thay thế tiền tệ, hoặc là một cái rẹt cái là mainnet mở. Cho nên các bạn hãy cố chờ đợi, chứ mainnet mở có nghĩa là không phải riêng mainnet mở là chúng ta đưa Bi lên trên sàn để chúng ta bán ồ ạt đâu. Mainnet mở ở đây là nó trong hệ sinh thái Bi nè. Đó, thì nó có thể là được truy cập trên những cái các trang lớn và các anh lớn tổng hoặc là các doanh nghiệp gì đó, hoặc là chúng ta có thể làm thoải mái trên sàn điện tử về các giao dịch sàn mà niêm yết lên đó, thì chúng ta có thể giao dịch được thoải mái và không có bị cấm cản là cấm trao đổi AES. Thì đó mới là mainnet mở. Còn mainnet kín thì chúng ta chỉ được là giao dịch trong nội bộ nè, hoặc là chúng ta mua hàng hóa trong nội bộ giữa đôi bên A và bên B thôi nha các bạn. Đó, thì các bạn hiểu rõ là như vậy. Thì Nicolas muốn nhấn mạnh là sau này tương lai cũng có thể là thay thế một tiền tệ trong tương lai, nhưng mà nó sẽ có một cái thời gian rất là dài, giống như là ông Nicolas cứ thường hay hứa hẹn là mainnet mở nhưng mà sẽ chưa thấy. Vì nếu mà muốn mainnet mở hoàn toàn á thì ông phải củng cố hết tất cả mọi thứ trên FB hoặc là trên hệ sinh thái Bi, hoặc Bi trên mail hay là Bi và Zetom hay là cái gì đó. Thì trong hackathon rồi ông ấy sẽ điều chỉnh cho nó hoàn chỉnh hết, rồi chúng ta những người tiên phong á đời đầu thì chúng ta mới được KC và được hưởng một cái trọn vẹn hết nha các bạn. Đó, Nicolas muốn nhắc tới là như vậy nha.